Bữa nay anh không biết làm sao mà chim về quá trời, đủ loại chim luôn. Rồi có mấy con chim đẹp không nè, sáng giờ hót khắp nơi. Rồi anh này anh động dây điện nè, anh quay qua anh nhìn nữa kìa, thấy không? Đẹp ghê. Có mấy cái cây ở đây là chắc anh làm tổ ở đây rồi, anh làm tổ mấy cái mái nhà nè, xong cái giờ anh đưa bạn về đây, anh kéo đồng bọn về. Ê, quá đẹp. Đây, mấy hàng cây ha, sáng giờ là mình mở cửa ra là mình ở phía trước đây là bờ sông, mở cửa ra đón gió trời ấy, vô là mấy anh này hót reo luôn. Trước là bờ sông Sài Gòn quý vị. Đây quá con chim nữa, quá trời nhiều. Sáng giờ ở trước mặt sông rồi, cái sáng giờ thì xà lan chở cát qua cũng nhiều đó, sông Sài Gòn quý vị, đổ từ Củ Chi rồi. Sông này mát ghê luôn, bữa nay không biết làm sao thời tiết cực kỳ mát. Mấy em chim đâu hết rồi, hót hồi nãy giờ quay và trốn mất tiêu hết. Nóc nhà nè, cho nóc nhà nè. Bên đây cũng là nhiều cây đó, ở xung quanh đây cây có nhiều ha, mát. Phía trước là sông nữa, nên khí hậu bờ sông nó thổi vào cũng khá là mát. Nhiều cây cối. Ô, có con chim kia to ghê kìa, con gì mà đuôi dài vậy nè. Ô, mà nó trốn đâu mất tiêu rồi. Chim gì không biết, chim gì, gì? Chim chim khách hả? À, cái chim chim này là chim chim này là chim phú quý nè. Ồ, lên cây kìa. Ủa, anh này anh trốn hay ha. Ủa, đó, lên tới đọt luôn rồi kìa. Lên tới đọt luôn. Lên tới đọt luôn nè. Đó. Ôi, đẹp lắm nha, lúc giờ chưa thấy con nào bây giờ nha. Mà mấy con này là làm tổ đây, nó mới kéo bè lũ rồi nè. Nguyên bạn chim mà quán kéo quay bài đàn về đây quá trời. Hót hồi sáng giờ in nổi luôn đó, trời ơi. Bu đâu tổ đâu, có cái tổ kìa quý vị, cái tổ nè, có tổ chim nè, đặt trên đây luôn rồi, thấy không? Ôi, tuyệt vời quá vậy. Đất lạnh chim mới đậu ha. Trời trong xanh, gió thì mát, có chim, bờ sông cây cối nhiều, tuyệt vời. Đây anh này anh ở trên đây, còn cái anh chim vừa nãy anh kêu đu dài chim quý gì đó là đâu rồi, anh trốn đâu mất tiêu rồi. Anh đó nhanh quá, anh ngại quá, quay anh ngại. Chim nó khôn lắm nha, biết tìm chỗ này kia các kiểu, rồi lựa cây cối rồi làm tổ này các kiểu, hay ghê, đẹp. Đây là nhiều tổ lắm, như bên kia có một tổ nữa. Xong nè. Rồi đây là buổi sáng ha, hay chồng mình bất chợt phát hiện ra mấy chú chim nhỏ đang làm tổ, với lại rất là đông các bạn chim về đây rồi. Muốn quay lại một số cảnh này cho quý vị xem, khung cảnh rất là yên bình ha, rất là dễ chịu. Buổi sáng nhà chúc quý vị luôn có sức khỏe, tràn đầy năng lượng, may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi nha, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi các bạn chim nhỏ
Đẹp quá. Rồi, cảm ơn quý vị nha.